Thánh thượng băng hà. Muôn câu thần phi, thần chỉ định âm thầm bí mật mang vào một chén rượu độc nhằm làm bằng chứng đổ tội cho bà Lễ Nghi, nhưng thật không ngờ. Phong Nhân, xin lệnh bà bớt giận. Còn Nguyễn Hy Lộ? Thưa, có theo hầu xa giá nhưng không được tới gần. Vậy là mọi đầu dây đều được bưng bít. Thưa lệnh bà, im đi, cấm sự cho ta được dùng thứ lời xảo biện. Xin lệnh bà bớt giận. Dù sao thì chúng thần và lệnh bà cùng ngồi chung thuyền với nhau kia mà. Không, ta không ngồi chung thuyền với các ngươi. Ta yêu chồng ta, ta yêu đất vua. Kẻ nào muốn giết hại chồng ta thì kẻ đó cũng phải chết dưới tay ta. Thần Phi tha mạng, thần Phi tha mạng. Mọi chuyện xảy ra không theo ý muốn của chúng thần, nhưng lại đúng ý của Thái hậu. Phản nghịch! Tại sao ngươi giáng tội ta là Thái hậu? Thái hậu, bọn ngu xuẩn các ngươi đã trao cho chúng thế cờ đảo ngược. Nhưng chính tay ta sẽ lật ngược thế cờ. Tà thân, ta biết người lắm mưu mà, sẵn sàng chú quỷ bày ra. Nhưng hãy nhớ kỹ lời ta, những trò trao trở gian ngoa. Hãy dặn bài địa giống thiên la, đào huyệt xây mồ những kẻ chống lại ta. Con ta vững vàng ngôi báu, công an ta tạm mến lòng. Bao nhiêu quyền quý chức tước, đủ cho các ngươi vinh hiển một đời. Vì sáng mai cũng tại nơi đây, sẽ công bố hung tin hòa thượng sẽ băng hà. Chính tay bà Lễ Nghi học sĩ đã cùng chồng bà là giáng nghĩ đại phu muốn tạo phản nên bày mưu. Hạ độc thánh hoàng, rồi trục phi băng cơ, tạo túng triều đình tiêu diệt thần phi. Muốn giành ngôi cao giao lại cho tứ thành, đốt bao bị ruột bỏ là của hồ thị ngọc giàu. Sau lễ phát tang ta sẽ ban lệnh thiết triều, truy tôn thái tử sẽ cầm quyền trên ngôi báo. Ban cơ con ta là đức vua nhưng còn quá nhỏ, nên cần người nhiếp chính. Ta Thái hậu Nguyễn Thị Anh sẽ nghiêng vai gánh vác truyền non sông. Quân điều động cấm quân chế bủa khắp hoàng cung, đem Nguyễn Trãi và Thị Lộ hạ ngục chờ thọ án. Y lên! Quan thừa chỉ cho bà Lễ Nghi học sĩ vô tội. Hạ nghe quan thừa chỉ cho bà Lễ Nghi học sĩ. Hạ nghe quan thừa chỉ cho bà Lễ Nghi học sĩ. Không được giết quan giáng nghị đại phu Nguyễn Trãi và bà Lễ Nghi học sĩ. Triều đình hãy giữ lấy nhân nghĩa. Xin hãy giữ lấy nhân nghĩa. Triều đình đang bức tử một bậc trung thần, chúng tôi muốn kêu quan cho quan thừa chỉ. Chúng tôi muốn kêu quan cho quan thừa chỉ.
chịu vì con của con. Con đây mà mẹ ơi. Không phải con tôi. Chính con đây mà mẹ. Là rắn mà đâu phải con tôi đâu. Mẹ ơi, người ta sẽ giết con. Một ngày nào đó, mai sau. Giết con. Và giết cả mẹ nữa. Giết cả mẹ và giết cả con. Ai? Ai? Có phải Ngô Thiên Ngọc Dao? Không. Hay là Quyến Trái? Không. Hay là Thi Lộn? Không. Vậy thì ai? Ai? Ai sẽ giết mẹ con ta? Ai? Chính mẹ giết con. Chính sự tàn ác hai lòng của mẹ đã giết con. Mẹ ơi, đó là quả mẹ báo. Đó là quả báo. Con chỉ là trống rỗng, con không phải giọt máu của nhà vua. Con chỉ là trống rỗng, con không phải giọt máu của nhà Lê. Con chỉ là trống rỗng, con không phải giọt máu của nhà vua. Con chỉ là trống rỗng, con không phải giọt máu của nhà Lê. Con chỉ là trống rỗng, con không phải giọt máu của nhà vua. Con chỉ là trống rỗng, con không phải giọt máu của nhà Lê. Con chỉ là trống rỗng, con không phải giọt máu của nhà vua. Phải không con? Con mẹ đây rồi. Nín nín đi. Mẹ ru con ngủ. Còn cho con ta sự sinh khi trót sinh trong hoàng tộc thì chiếc ngôi cao chính là nơi bảo vệ sinh tồn. Nguyễn Trãi ơi, người trong xa quá,
người trung nghĩa quá. Ta đang làm gì thế này? Lựa chọn giữa lương tâm và tội ác. Được ngồi báo thì thật nhân tâm. Còn ta thật nhân tâm mà ngồi báo trước sau gì cũng mất. Ngài vàng, ngài vàng, ngươi là đỉnh cao hay là vực thẳm, là thiên thần hay ác quỷ sâu xa? Ngươi đã tâm bao bao con người chân thân, đã biết bao gì vua thành sớt lạnh hồn hoang. Ngươi là ai? Ngươi là ai mà mang sức thần quyền bi, là cội nguồn của bao nhiêu thảm họa ở trên đời? Tuy thái tử con ta đang vĩnh trị ngôi trời, còn ta là thái hậu quý quyền dân lại buông đèn diêm chinh. Những thế thời suy thịnh hưng thế thăng trầm, số phận vẫn nằm trong thiên định mà thôi. Đời sau sẽ đổ lỗi lên đầu ta, sẽ nguyền rủa ta, nguyền rủa Nguyễn Thị Anh này, và sẽ ca ngợi người mãi mãi về sau. Ta cứ tưởng dựng lên vụ án Lệ Chi để bắt người chịu tội, nhưng rồi tên tội phạm đáng xử và đời sau sẽ xử ngàn lần trong vụ án này lại là ta. Không. Phải cứu lấy ta. Ta phải cứu lấy con ta. Ta phải cứu lấy ta. Ta buộc mình đáng quan cho Nguyễn Trãi. Ta buộc mình đáng quan cho Giang Nghị Đại Phương. Yeah!